Và sau đây là hàng lên đường luôn các bác nhá. Anh chiên rón luôn. Đó. Ok. Cái dây anh có chưa? Có cái dây không cần. Xin chào tất cả các bác trở lại kênh Cà Phê Hoàng Mai trong ngày 25 tháng 10. Tiếp tục lại là một clip hàng lên đường, đó là một đôi STX815. Và các bác đã biết được rằng em Cao đã mở nội thất và review sản phẩm khá nhiều lần. Hôm nay có ông anh Chiến ở trên Hà Đông xuống ủng hộ Cà Phê Hoàng Mai một đôi. Và em còn một đôi duy nhất nữa các bác nhá. Còn một đôi nữa là hết hàng 815 STX. Sản sinh công suất 800W trung bình và maximum 1600W trên một quả các bác nhá. Cái dòng này là hết số của đời 8. Đó là nó dùng củ bát 226HPL các bác nhá. Cho nên là đời từ thường cực phê luôn, có thể đánh đơn phương độc mã. Hôm trước một đôi về trên thượng tín. Và hôm nay còn em còn một cặp nữa các bác nhá. Các nào cần thì liên hệ em Cao. Thank you các bác rất nhiều. Các bác hãy nghe nhà có đánh đơn phương độc mã nhé. Xin một like trước khi rời máy các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều.